heo lên, mình vắt cái nước chanh vô nha các bạn. Vắt chanh cho mình rửa nó sạch. Đây là cái tai heo mình mua gì, mình liễu hết ở trong luôn cho nó sạch rồi các bạn. Nhưng mà mình không khéo tay mình làm nữa. Thấy nó tê tu rồi. Nhưng mà phải cắt hết cái phần cua cua đó mình dục thôi. Đặt cái miếng thịt lên các bạn. Chút nữa mình trở lại. Giờ mà hết xẻ rồi mình lấy hai củ hành nha các bạn. Trời ơi, hành lên mỏng hết rồi. Mình cho ba cái củ hành vào. Mình cho vào đây một chút xíu muối hầm. Muỗng cà phê nhỏ này. Rồi mình đi luộc thôi. Đậy nắp này. Cho 2 muỗng cà phê muối đi. Mình ngâm chút xíu muối dưới đây. Rồi, mình cho quả, ba quả ớt để rửa sạch nha các bạn. Cho vào đây 3 tép tỏi. Cái muỗng nhỏ cà phê này mình làm 3 muỗng đường. 1 muỗng bột ngọt. Mình dã nhuyễn. Cho vào đây 2 muỗng nước sôi nha các bạn. Để vào đây nó tan đường bột ngọt này thì nước nó cũng đã nguội. Chà mắm hôm bữa mình ăn còn một nửa các bạn. Mình ăn chanh rồi nha, cái chanh mình bị nám. Một trái chanh luôn các bạn. Vừa ngon lắm các bạn. Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Gia Đình Kim Yến. Hôm nay bố mẹ con mình sẽ ăn bánh tráng cuốn với thịt luộc nha các bạn. Thịt heo luộc đầy rau. Đúng rồi, rau sống này, hành, cái củ hành thì mình xắt nhỏ thôi nha. Có đây là mắm. Đây thịt heo luộc. Cái đây là em nạc này, chỗ đây là nó hơi mỡ mỡ. Chỗ đây là tai heo. Dưa leo. Bây giờ mình mời mọi người ăn cùng bố mẹ con mình nha. Xem nửa vâm rau, nửa vâm thịt dưới. Ừ. Con thấy thịt hơi bị rau hơi bị. Rau nó sùng. Con mình sợ cay làm thêm chén nước mắm nữa nha. Chứ sợ cha mẹ ăn chén nước mắm cũng cay. Nước mắm chỉ có một chỗ thôi. Rồi mình cuốn nhanh để bánh tráng nó dính lại. Đầu miếng tiêu yếu mình cho rau vào. Đi leo thịt thôi. Hành.
Cô là có chị ăn thịt rồi. Cho ta heo. Con gắt không tới hả? Thích ăn nạc hay là mỡ? Mỡ cũng có, nạc cũng có nha. Tụi con thấy mỡ cho nó mềm hơn. Cái nạc không thì nó khô, nó sạm cũng không ngon. Nhưng mẹ ơi, con ăn nạc. Mấy bữa thích ăn mỡ nè. Mẹ ăn luôn. Rồi. Cái lại cho nó mọc luôn. Mình thêm một miếng nạc nữa nha các bạn. Còn có hiếu do cho mẹ cũng thịt mỡ. Mỡ thì quá à. Mỡ. Ăn rồi. Mình sẽ chấm chén nước chấm do cái tương lạnh. Mình cho mắm vô chén mình nha. Rồi, mình chấm thôi. Thì nó dai dai. Mẹ con nhúng nhúng ra băng chén nè. Có nè, con nhúng nè. Nhúng rồi nè. Ta hiểu các bạn, giòn giòn sực sực, nó có cái răng nữa. Có răng ăn mới được nha. Mấy người mà răng giả là ăn được cứng. Răng ngon. Giòn ngon. Ừ. 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 Tưởng mới đi nhúng bánh tráng thêm rồi các bạn. Để ngon quá mình. Lát cái đôi đũa nha. Đôi đũa cái này. Cái này tưởng không ngon nhưng mà ăn ngon hơn tưởng nha. Ngon mà ngon hơn tưởng nha các bạn. Chất. Này cái miếng này nó bị rách trên giữa thì mình rách lại. Đó. Gấp lại dài để nó che cái chỗ rách này mà cuốn nó khỏi bị rách lên. Cho rau vào. Để đuổi mẹ rớt hay rớt xuống nè. Ở ngoài cứ như ở trong nó mệt nó nổi rất vui nè. Bánh tráng người ta tráng không đều á cái này. Chỗ này chỗ mỏng. Tới giờ ăn đùi. Một thịt nạc. Một cục mỡ. Một cục thịt nạc. Một cục mỡ. Mỡ nạc vô. Ăn nha đã. Mỡ mỡ nạc nạc đúng không? Chị mỡ nữa. Các bạn phải 4-5 miếng thịt này mà cuốn bọc. Ăn nó mới đảm được. Tay nó đuổi đi vô con ăn này đó. Đó. Xong rồi cuốn lại là nó gọn lại. Chấm ăn. Cái hai miếng của mình sẽ đã bự dữ đi. Giờ cái miếng bánh tráng mình cứng mới nhúng lên nha các bạn. Trời ơi, cay cay đã. Mình nhúng thêm bánh tráng nha các bạn. Ăn đã quá. Mẹ nhà cái mâm xì bún đậu mắm tôm này. Ăn chừng nào no thôi. Là một mệt luôn, ăn cho đã. Các bạn con mình ăn cũng nhiều lắm các bạn. Ăn to lắm. Ăn lần cả mâm là hết luôn á. Trời trâu nhìn ngon lắm các bạn. Thôi nhìn cũng đẹp, cũng lại ngon nhưng mà không lại cũng ăn. Để tăng mỡ. Chúng ta mỡ mà ăn ở mỡ nè.
Cái đó phải yếu rán qua nữa. Mình cho một con mắm nó lên luôn các bạn ơi. Hấp dẫn chưa? Ăn theo kiểu Hàn Quốc là ầm hết một lần luôn. Mẹ ông mình cũng biết rồi, thật kì. Cái này có thể ăn hết một lần nè. Nó đưa à. Con mắm nó mặn cái mẹ không? Con mắm nó mặn quá. Ai ạ? Nói lộn này. Lộn trắng rồi. Các bạn yêu mến, bố mẹ con mình nhớ đăng ký kênh nha các bạn. Dạ. Nhấn like, share và subscribe ủng hộ kênh Gai Đình Chim Én. Còn bây giờ thì bye bye. Bye bye. Bye bye.